Tới rồi anh chị. Tới đâu chị? Đảo san hô tôi. Wow. Chị san hô đó chị. Tôi san hô phục vụ anh chị trong chuyến đi này. Bể luôn hả? Dạ. Chà chà chà. Ây da, ây da. Anh lên. Đi. Ủa chị còn còn... bơi gì bơi á là phải ăn no nê rồi cởi đồ xuống dưới bơi luôn. Chị nãy chị không dặn trước mang có một bộ đồ rồi lấy gì mà tắm? Lo gì cũng quên, cởi ông là chắc cởi cái lá dừa phải không chị? Đâu có đâu. Ăn đi ăn đi, ăn uống thoải mái đi nha. Tao muốn uống ly hồ. Hả? Ngồi chơi. Ừ. Cái gì? Muốn hô cởi tao không? Thôi. Mời gì mày? Ấy nè, mực nè. Thôi uống đi. Uống đi. Trời, tao bay tủ gì với tao. Ngâu nè, đưa. Đấy kêu cho. Thấy đó, mới thấy luôn. Muốn gì ra mà biển kìa. Gió mát lãng mạn á, cá không á. Trời, không hiểu luôn ông ơi. Bãi rác hay bãi biển? Mấy ông mấy bà thiệt chứ. Không thả rác chịu không nổi hay gì. Rồi nhà hết gạo lấy rác ăn không? Hết người mượn tiền hả? Ba mượn tiền tư lửa. Tội nghiệp con quá. Vợ đồ lấy con kìa. Không mượn ra bốc cát ăn hả? Giờ ăn cát đi. Còn tôi húp miếng nước biển nó cũng tiêu nữa. Giờ tôi lấy đó sao tôi nuốt nổi ba. Trời ơi, nhắc tới nó thì cũng cùng mình luôn á. La lớn lên con cho tư lửa vô quậy hả? Nè ba, không có cần tư lửa nào ở đây hết trơn á. Hết thơm á. Tư lửa đâu linh dữ vậy? Giúp tôi đi. Muốn gì tôi cũng chịu. Giúp tôi cá đi. Sao ma dùng mình hiếu khách vậy? Có khách du lịch mới cho thấy. Tôi đâu thấy đâu. Không minh thiệt ơi. Có khi nào người làm không trời? Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm muộn thành ăn mày à. Tôi có cái răng, lấy được lấy. Tao lấy cái hàm dưới mày luôn bây giờ. Ra coi. Tôi nói nghe, bị nhiều khi tối á, mắt mũi mình nó nhá nhem. Nhìn nãy kia chứ, có gì đâu quê. Cái gì? Tiền bạc của mày, tiền bạc của tao nằm ngoài trên đường. Anh Biển, bỏ con già tôi ra. Tiền để đâu? Tiền để đâu? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đừng đi vô. Mặt trời ơi. Đừng mà con. Ôi ba, giới thiệu nhân vật mới, đây là nhân vật trong nhân vật san hô. Lộc tới mọi người trong lúc nào? Mới tới lúc bên nặng 6 giờ sáng. Nhiều quan cái đó là 6 giờ sáng. Không bình hả? Thì sao ơi? Rớt gốc rồi. Muốn hỏi có chơi trả lời không? Muốn hỏi có chơi trả lời không? Cái răng này là mình chuẩn bị cho bộ phim này hả? Bị thiệt á. Sao đi miệng đi bà? Vậy sao lên hình? Nếu được. Ok, chúc diễn viên Lê Lộc nhiều duyên dáng trong vai diễn lần này. Làm cái mắc cỡ coi. Mắc cỡ là mắc cỡ nè. Mắc cỡ đó hả? Rồi vẫn giữ 2, 3. Cũng vậy luôn. Kiểu một á. Vui. Rồi, yêu thương. Đau lắm á, lúc đầu gắn vô rồi đau á. Cái này có chích keo nữa mà em keo nổi chích keo gỡ ra. Ghê quá. Nên là em gắn vô. Đúng rồi.